Kính chào anh Sư Minh Hạnh, kính bạch tí tục như tôn đức. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Tỳ Kheo Nikaya của Thượng Minh Châu Dịch Việt, bài 34, kinh thập thượng. 7.1, 7 pháp có nhiều tác dụng. Con cho thấy thiền tòa chắc rẳng vào để dẫn nhập con kính thỉnh ý của thiền tòa tuệ siêu. Thiền tòa con đọc bài luôn rồi. Dạ con tuệ siêu ạ. Dạ con kính thỉnh thiền tòa. Anh Nam Mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đức Tiên Phật. Thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta khởi đầu trên chương 7 pháp trong bài kinh thập thượng. Trong cái chương 7 pháp này thì cũng có 10 cái thể tài. Là pháp đa tác dụng. Pháp cần tu tập, pháp cần biết tri, bảy pháp cần đoạn trừ, bảy pháp thuộc phần hạ liệt, bảy pháp thuộc phần thủ thắng, bảy pháp có thể nhập, bảy pháp cần sanh khởi, bảy pháp cần thấu tri và bảy pháp cần tập chức. Cứ như vậy thì chương bảy pháp này chúng ta 10 bài thể tài thì ra 70 chi pháp. Chúng ta đã học 10 chi pháp, 20 chi pháp, 30 chi pháp, 40 chi pháp, 50, 60 đến 70 chi pháp. Và hết cái bài kinh thập thượng thì chúng ta cuối cùng cái pháp 10 chi chúng ta 10 bài chúng ta có 1 chi pháp. Như vậy tổng cộng tất cả là 550 chi pháp. Nếu mà chúng ta học được hết và nhớ hết thì như vậy là chúng ta có duyên với Phật pháp nhiều. Chúng ta đã học rất nhiều Phật ngôn. Đây là nguyên nhân đem lại trí tuệ cho chúng ta, nhất là tạo cái tuệ phương tịch trong tương lai. Vì vậy cho nên rất là hoan hỷ khi mà chúng ta được học, được nghe và các vị giảng sư được giảng những cái bài, những cái chi pháp trong cái bài kinh này. Hôm nay thì đến phiên giảng của chúng tôi khởi đầu cho cái chương bảy pháp, đó là cái đề tài bảy pháp có nhiều tác dụng. Bảy pháp có nhiều tác dụng ở đây là được đề cập đến bảy tài sản bậc thánh, bảy tài sản bậc thánh đó chúng ta gọi là bảy thánh tài. Bây giờ thì chúng tôi đã nói một vài lời như là lời dẫn nhập. Tiếp theo xin mời cô Lâm Giờ Nguyệt Quang Hỷ đọc cho chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại để giảng bài học này. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy, sa thứ lành thay trong phần chính chương thì tôi siêu đã giảng nhập. Vậy thì con xin được đọc phần chánh văn bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh và 34 kinh thập thượng. 7.1, bảy pháp có nhiều tác dụng. Sattadhamma pokara
Dhamma Quê Tập Bà Hà Tập Bà Tát Dhamma Hà Nam Hà Gít Gia Sát Tát Dhamma Sê Sát Bà Gít Gia Sát Tát Dhamma Đức Bất Tích Bất Chí Hà Sát Tát Dhamma Ấp Bà Đệ Tập Bà Sát Tát Dhamma Ấp Hình Nhê Gia Sát Tát Dhamma Sát Chí Hà Tập Bà. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Katame sattadhamma bhukara sattat arjathanani sattadhanang silathanang hạt năng bát tập bát hạt năng sát tận hạt năng cha các hạt năng văn nhà hạt năng imê sát tận tham ma phụ cà ra. Thế nào là bảy pháp có nhiều tác dụng? Bảy tài sản: giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Đó là bảy pháp có nhiều tác dụng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn. 370, bảy pháp đa tác dụng. Pukara Dhamma. Đây là bảy thánh tài, Arjathana, tài sản cao quý, hay là tài sản của bậc thánh. 1. Tính tài, Sathadhana, đức tin là tài sản cao quý, lòng tịnh tính nơi tam bảo. 2. Giới tài, Siddhana, giới hạnh là tài sản cao quý, sự ngăn ngừa điều ác của thân khẩu. 3. Tàm tài, Hirithana, lòng tàm là tài sản cao quý, hổ thẹn đối với điều ác bất thiện pháp. 4. Quý tài, Atthana, lòng quý là tài sản cao quý, sự ghê sợ đối với điều ác bất thiện pháp. 5. Văn tài, Suttathana, sự đa văn là tài sản cao quý, tức là nghe nhiều học rộng Phật pháp. 6. Thí tài, Jagatthana, là tài sản cao quý, tức là sự dứt bỏ lòng mộng, thích ý với hai bàn tay rộng mở. 7. Tuệ tài, Banyathana, trí tuệ là tài sản cao quý, trí hiểu điều lợi ích, hiểu nhân quả, hiểu điều thiện ác, hiểu bản chất chân sắc, chánh kiến. Bảy pháp này là tài sản cao quý, thù thắng hơn tài sản vật chất vì không bị cướp đoạt, không bị hư hoại. Mặt khác, thánh tài này làm cho tâm an lạc và cũng tạo được tài sản vật chất. Người nào có bảy thánh tài này được gọi là người giàu có. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu trở lại thuyết giảng bài học. Nam Mô Bích Thầy ạ. Xin cảm ơn cô Lê Nhân Nguyệt đã đọc bài. Kính bạch Trường Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử, quý tu nữ, khi chúng ta nói đến thất thân tài, trước hết trong cái đề tài hôm nay là bảy pháp nhiều tác dụng, hay là bảy pháp đưa đến nhiều lợi ích, đem lại nhiều lợi ích cho người thực hành. Trong bảy pháp này thì gọi là tài sản, bảy tài sản cao quý, hay là bảy tài sản thánh nhân, Arjathana. Chữ Arjathana đó
Chữ Ariya có nghĩa, nó có hai nghĩa. Nếu cái nghĩa danh từ thì chữ Ariya có nghĩa là bậc thánh, và nếu nghĩa tịnh từ thì chữ Ariya có nghĩa là cao quý. Do đó bảy pháp này chúng ta gọi là thánh tài. Nếu chúng ta hiểu rằng đây là bảy món tài sản mà bậc thánh ưa chuộng, hay bậc thánh xem bảy cái pháp đó là tài sản, hoặc giả là chúng ta hiểu rằng gọi là thất thánh tài bởi vì bảy cái thiện pháp này nó cao quý và đem lại điều tốt đẹp cho chúng sanh, cho nên gọi là Ariya thánh á. Khi Đức Thế Tôn sau khi đắc được quả vị chánh đẳng giác vào cái hạ thứ hai, vào cái năm thứ hai, thì ngài đã trở về Kapilavastu Katila về để tiếp tục nguyên thuộc. Thì công nương Yasodhara Yajudala đứng ở trên lầu thượng lan can nhìn xuống, và bà đã chỉ cho đứa con trai Rahula lúc đó được 7 tuổi, nói rằng: này con trai, cái vị sa môn Tứ Hảo Quang Minh đang đi đầu chúng tỳ kheo đó là cha của con này, và xin quyền thừa tự tài sản vì thái tử Siddhartha, thưa quý vị, ngài có cái phước làm chuyển luân thánh vương. Nếu ở tại gia cư sĩ thì bảy ngày sau ngài sẽ là vị chuyển luân thánh vương. Lúc đó bảy hầm châu báu đã xuất hiện ở trong lòng đất, đã xuất hiện cho ngài. Nhưng mà khi ngài bỏ hoàn thành đi xuất gia thì bảy hầm châu báu đó nó chìm xuống lại. Và cái sự kiện này cả triều thần ai cũng biết, bởi vì công nương Yasodhara mới kêu đứa con trai của mình đi đến xin Đức Phật về cái quyền thừa hưởng tài sản của cha. Như vậy thì bảy hầm châu báu sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng mà khi Rahula đến bên Đức Phật, trước tiên Rahula cảm thấy mát mẻ, cảm thấy hân hoan, cảm thấy vui thích. Mà cảm thấy rằng là khi mình ở bên người cha, bóng mát của ngài còn hơn cả 4.000 tàn cây mãi mê. Như vậy Rahula cuối cùng nhớ lời mẹ dặn, mới thỏ thẻ bạch với Đức Phật rằng:
Ngài, con là con của Ngài, Ngài là cha của con. Con đến đây để xin được quyền thừa tự tài sản. Thưa quý vị, lúc đó Đức Phật Ngài mới nghĩ rằng rau lá sinh thừa tự tài sản, nếu ta cho cái tài sản vật chất thì nó vẫn kéo dài cái sự sanh tử luân hồi, và trong khi nó đã tạo nhiều pháp ở lâm mật ở trong quá khứ, kiếp này là kiếp chót, đúng theo lời nguyện trong quá khứ là trong tương lai sẽ là con của một vị Phật. Kể từ khi rập lá sanh làm hoàng tử Chali cùng với Kanha là hai người con của Bồ Tát Vishantara, đã chấp nhận quan hỷ cho cha hoàn thành cái tâm nguyện và bố thí bất định thủy, và do cái công hạnh đó mà rau lá nay đã đến thời, đã đến lúc để giải thoát. Vậy thì ta hãy cho rau lá thừa tự tài sản của thánh, hay thừa tự thánh sản, rồi Ngài dẫn rau lá về chùa Nigrodharma do hoàng cần thất xây dựng ở trong cái khuôn viên của thành nội. Và Đức Phật Ngài bảo tôn giả sẽ lên Phật tiếp độ cho rau lá xuất gia là vị Sa Di. Ở đây thưa quý vị, người đời thì họ nghĩ rằng thừa tự tài sản như là vàng bạc châu báu của tiền đất vườn nhà cửa, cái đó là thừa hưởng tài sản. Nhưng mà cái việc thừa hưởng tài sản đó nó sẽ đem đến cái sự khổ lụy, cho nên Bậc Thánh xem bảy cái thiện pháp tính giới tàm quý văn thi tuệ, bảy cái thiện pháp đó là bảy cái món tài sản cao quý mà Bậc Thánh Nhân xem như là tài sản tinh thần. Và trong một đoạn kinh khác thì Đức Phật ở trong Tăng Diệu Bộ Kinh, Tăng Diệu Kinh, Đức Phật Ngài có giải thích để các tỳ kheo khi những người bị nghèo, họ thiếu thốn về vật chất, nghèo là phải thiếu thốn vật chất, mà khi đã thiếu thốn thì họ phải đi vay mượn, mà đi vay mượn rồi thì phải trả lãi,
Mà nếu đến kỳ hạn mà không có trả lại được thì người ta đến người ta sẽ hăm dọa, chủ nợ sẽ hăm dọa, hoặc là có trốn đi thì người ta cũng truy đuổi, truy tìm chưa được. Cũng vậy này, các tỳ kheo tu tập trong giới pháp đầy mà thiếu thân thân tài thì người đó xem như là bị nghèo khổ thiếu thốn. Và khi mà nghèo khổ thiếu thốn về thánh tài đó thì lúc bây giờ họ phải đi vay mượn nợ. Cũng ví như là một người họ thiếu cái thiện pháp này thì họ phải sống theo ác pháp, hãy thiếu thiện pháp là phải sống theo ác pháp. Cái luật bù trừ của chính tánh đi giam mát như vậy. Mà người mà giờ thiếu thanh tài, họ phải đi vay mượn, rồi đi vay mượn phải trả lại, có nghĩa là ví như một người mà không có thánh tài thì họ bắt đầu họ làm các cái việc ác. Và khi họ làm những cái điều ác bất thiện pháp thì họ sẽ bị ám ảnh bởi những ác bất thiện pháp đó, họ bị treo nặng, đè nặng cái tội lỗi, giống như một người thiếu nợ mà không đủ khả năng để chi trả đúng thời hạn thì bị người ta truy sát, dù trốn ở đâu người ta cũng truy đuổi. Mà khi được rồi thì người ta bắt và giam cầm. Cũng như một người mà thiếu thất thánh tài, người này họ không có làm được cái thiện pháp mà họ làm ác pháp, luôn luôn họ bị đè nặng bởi cái mặt cảm tội lỗi, giống như ví dụ như là bị chủ nợ, một người nghèo khổ đi vay mượn nợ không có khả năng chi trả thì họ bị ác nghiệp nó ám ảnh, nó chi phối, nó đeo đuổi dằn vặt. Như Đức Phật này có dạy rằng là này các tỳ kheo, khi một người thiện trí họ làm thân ác khẩu ác ý ác, họ bị cái ám ảnh bởi cái điều ác họ đã làm, dù họ nằm ngồi ở cái chỗ cao sang nhưng mà tâm của họ cũng rê rứt, họ không thể sống được yên vui, dù cho họ trốn đi đâu thì họ cũng bị cái điều ác nó truy nã. Cũng giống như người thiếu tiền mà bị cái nợ theo vậy đó.
Rồi cái người làm ác á, khi bệnh chung, họ bị quỷ sứ Diêm Vương bắt lại và hành hạ, giống như là người mà họ thiếu nợ trốn đi, bị người ta truy đuổi bắt được, người ta còn trống hai tay lại, người ta còn cái đường khổ. Cho nên đừng nghĩ rằng là chỉ có nghèo vật chất mới là khổ, mà chúng ta cần phải biết là ni như một người mà họ thiếu thốn về thiện pháp thì họ phải sống khổ đau giống như là người mà thiếu thốn về vật chất, giống như một người nghèo. Ở đây chúng ta gọi là một cái người giàu là phải là cái người có đủ bảy thánh tài. Trong Tương Bộ Kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kệ: tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, thứ bảy là tuệ tài. Người nam nữ trong đời ai có bảy tài sản này được gọi người giàu có. Cho nên chúng ta có giàu về vật chất nhưng mà tinh thần hay là những cái thiện pháp như tính giới tàm quý văn trí tuệ mà không có, thì dù có giàu về vật chất nhưng mà đối với bậc thánh thì xem người đó là người nghèo. Và họ sống trong cái sự đau khổ. Và xin cảm ơn quý vị cho biết là nghe rõ và liên tục. Thì bảy cái tài sản này trước hết là nói về cái đức tin. Đối với bậc thánh các ngài xem đức tin là một tài sản quý giá. Bởi vì sao? Bởi vì khi một người mà có tài sản vật chất thì người đó sẽ được an vui, sống đời sống sung túc. Cũng như thế nào thì người mà họ có đức tin thì họ sẽ từ đó làm nhiều thiện pháp, sát tha, xa thúc và tiến sinh ta. Đức tin an lập cái thiện pháp, thiết lập thiện pháp. Quả thật vậy, một người mà không có lòng tin thì họ không có chịu đến chùa. Và cho dù đến chùa thì nữ người không có lòng tin thì họ sẽ không làm được các công đức, các phước báo. Cho nên lòng tin được xem như là cái thứ tài sản sẽ mang lại
cho chúng sanh được sự an vui. Lòng tin đó rất là tin Đức Phật, tin Đức Tăng chúng. Và tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo. Thì đây là cái lòng tin gọi là tính, tính tài. Còn giới tài đó, Bậc Thánh xem như là cái giới hạnh của một người, đó là cái tài sản cao quý nhất, là tài sản cao quý. Giới nó có nhiều loại, có những loại giới nó lưu sụp, nó lùi về, các bất thiện pháp. Cho nên khi một người giữ giới đó mà cho đúng mức, thì giới đó phải, cái giới tài đó, cái tài sản đó là phải gìn giữ cái giới luật và Đức Thế Tôn này để chế định. Bởi vì Đức Thế Tôn là một ca hán trên đẳng giác, Ngài đã giác ngộ được các pháp và hiểu rõ giới nào có lợi, và Ngài đã chế định cái giới đó. Nhưng người Phật tử chúng ta thì rất là quen thuộc với ngũ giới và bát quan trì giới. Chúng ta hãy thực hành như vậy, chúng ta sẽ có sự an vui. Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Ồ, Thượng tọa Quan Hỷ Dương, nếu được hôm nay Thượng tọa giúp giảng dùm cho thân thân tài này, bảy cái tài sản. Hôm nay chúng tôi buổi sáng đi lên Sài Gòn, chúng tôi thuyết pháp về, bây giờ chúng tôi mệt quá, chúng tôi ráng nữa thì chắc có lẽ là chúng tôi ngã gục luôn. Không biết Thượng tọa giúp dùm được không? Quán chuyển trong tuần này nữa, nếu vậy tốt quá, xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ giúp dùm cho. Thượng tọa có thể giảng trong thời gian là không có Thượng tọa chánh đẳng vào trong room để mà điều hợp, thì Thượng tọa có thể giảng. Bây giờ là 8:30, mình giảng tới 9:30 cũng được, không sao. Chúng tôi đã giảng về cái tính tài giới tài rồi, còn 5 cái tài sản nữa xin thỉnh Thượng tọa. Rất riêng Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Minh Hầm, để Đức Pháp Tính, để Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Nếu mà sư phụ mập thì cũng sư phụ nghỉ, còn thời gian còn lại chúng con sẽ cố gắng để chia sẻ cái Phật pháp trong cái thời gian còn lại. Hôm nay thì không có thượng tọa giác đẳng, là chúng tôi sẽ cố gắng để giảng. Khi nào mà có thượng tọa giác đẳng vào thì các vị báo cho chúng tôi biết. Sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Siêu vừa giảng xong hai pháp đầu, đó là tính tài và giới tài. Giới tài xong thì hôm nay là chúng ta học qua bài học gọi là bảy cái loại tài sản của một bậc thánh, hay gọi là bảy pháp đa tác dụng, cũng là có nhiều cái tác dụng. Thì vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Tuệ Siêu giảng về hai pháp, đó là tính tài và giới tài rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ giảng tiếp với cái một cái loại tài sản nữa. Tài sản ở đây đời gọi là lòng tham. Lòng tham, như vậy thì tam tài ở đây tức là một cái tài sản cao quý của một bậc thánh. Thế thường đó thì người ta có thể ít có được những cái điều này. Ví dụ như mình nói rằng một cái người tu, mà một người tu bình thường đó, chưa phải là một bậc thánh á, nếu mà không có lòng tàm á, tức là lòng tàm ở đây tức là biết biết hổ thẹn, biết xấu hổ với những cái điều mà mình làm sai trái. Sai trái, ví dụ như một người tu mình á, thì ta có cái hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về nhân quả và biết được những cái giá trị của cái điều mà chúng ta biết ngăn chặn những cái hành vi xấu từ do giới, do giới. Nhưng mà nếu mà một người mà không có lòng tàm thì họ không biết xấu hổ với những điều xấu. Ví dụ như có những người chúng ta thấy rằng là họ nói dối, hay họ sát sanh, hoặc là họ trộm đạo. Nói chung là họ làm những cái điều đó một cách vô tư, không có ngần ngại, không có lo nghĩ, không có suy nghĩ điều gì. Thì cái điều đó nó chính là những cái khi mà một người không biết sợ hãi, không biết xấu hổ với những cái hổ thẹn với những cái hành vi xấu của mình. Ví dụ như mình nghĩ mình là một cái người người cư sĩ, thì người cư sĩ như thế nào? Người cư sĩ thì có tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, ví dụ vậy. Ví dụ là mình có cái lòng ta thì mình biết rằng những cái điều này nó phạm, nó sai phạm. Nếu mà mình phạm như vậy đó, nếu do trộm cắp, trộm đạo, sát sanh, hay hoặc là tà hành, mà mình không biết xấu hổ, không biết sợ, không biết xấu hổ, thì rõ ràng thì cái người đó họ cũng có thể là làm rất là nhiều, họ không có ngần ngại vậy. Nhưng mà cái lòng tàm ở đây đó, là cái người mà có tàm tài đó, tức là họ xem như một cái tài sản quý, cái lòng sợ hãi, xấu hổ là tài sản quý. Vì khi nào mà mình biết xấu hổ, mình thấy rằng mình tử, mình không nên làm như vậy, hay là mình thấy rằng mình là một cái người tu sĩ, mình không nên làm như vậy, bậc xuất gia cũng nên làm như vậy, thì khi mà mình thấy như vậy đó là mình biết rằng mình, nếu mà mình làm như vậy đó thì rõ ràng là mình phải biết xấu hổ, biết xấu hổ, xấu hổ với lại những người đàn tính, xấu hổ với những người đàn tính, tức là những người cư sĩ hổ độ, hay hoặc là xấu hổ với bạn đồng phạm hạnh, hoặc là xấu hổ với thầy tổ,
hoặc là xấu hổ chính tính nội lòng của mình, nội tâm của mình. Một khi mà mình giống như là mình soi soi xét lấy mình thì mình thấy rằng mình làm như vậy thì nó không nên, không nên. Và nếu mà mình có những cái hành vi như vậy mà mình phớt lờ hoặc là mình không ổn thì thật sự ra là cái điều nào ác họ cũng có thể làm được, điều nào ác họ cũng có thể làm được, họ không sợ với những điều đó. Vì như vậy thì khi mà họ biết xấu hổ như vậy đó thì họ suy nghĩ rằng ở cái vai trò của mình là như thế nào, vai trò của mình là một người cư sĩ, vai trò của mình là một cái vị tăng sĩ, hay vai trò của mình là một cái người thầy, hay là vai trò của mình là một cái người tu như thế nào đó. Thì khi mà mình đưa những cái điều đó ra để mà mình suy nghĩ, mình suy nghĩ thì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì ngay lúc đó đó là mình có thể ngăn chặn những cái hành vi xấu ác. Còn nếu mà không có lòng tàm á thì họ sẽ tạo nhiều cái pháp bất thiện. Trong khi bậc thánh á, thì quý vị thấy rồi, một cái lỗi lầm nhỏ thì họ cũng không dám tái phạm, không dám phạm những điều đó. Và khi mà những cái điều gì đó nó không thể nào để cho cái sự phước lấp hay là che đậy về những cái hành vi xấu của họ. Vì vậy nên là đối với là cái một người tu mà có lòng tàm á, thì thật sự ra là cái người đó họ biết biết giữ lấy mình, biết giữ lấy mình, tức là mình biết tránh xa những cái điều ác và mình cố gắng thực hiện những cái điều lành ở trong đời sống hàng ngày. Hoặc là mình khi mà mình có lòng tàm như vậy thì mình sẽ thấy rằng là những điều gì không nên làm thì mình không làm, không làm những điều đó, bởi làm những điều đó là nó sai, nó sai với lại cái đời sống tu hành phạm hạnh của một cái người nào đó. Thì vì vậy cho nên là họ sẽ, khi mà họ ngăn chặn được những cái hành vi xấu từ ở cái việc xấu hổ hay biết hổ thẹn với những cái điều lỗi tội lỗi điều ác đó, thì họ sẽ cố gắng thực hành những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày, thực hành điều pháp hàng ngày. Bởi vì lòng tham á xem như là một thiện pháp á, lòng tham như là một thiện pháp. Nếu không có một không có thiện pháp á thì không thể nào mà tiến bộ được trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì khi mà mình xét thấy rằng mình vi phạm những gì, vi phạm những điều gì đó thì không nên, và thật sự ra đó là một cái điều mà chính người ta biết xấu hổ như vậy đó, là người ta biết hổ thẹn như vậy đó, cho nên là ngăn chặn họ không làm những điều ác, ngăn chặn những điều ác. Thì khi mà không làm điều ác thì cái nội tâm của họ đó sẽ dễ dàng có được cái sự an tịnh, an tịnh. Bậc thánh á, thì quý vị biết rằng á, là cái bậc thánh tu đầu quần, cái hành vi dù nhỏ đi nữa thì họ cũng không dám tái phạm. Đừng nói tới những cái hành vi mà dẫn đến cái quả khổ ở trong tương lai. Khi mà bậc thánh tu đầu quần thì rõ ràng là xem cái lòng tàm của mình là một cái loại tài sản. Mà nếu như một người tu mà xem như cái lòng tàm của mình cũng như là một loại tài sản thì mình quý lắm, mình trân trọng lắm. Bởi vì nếu không có lòng tàm thì cái ác bất thiện pháp đó, người ta làm rất là nhiều. Người ta không có ngần ngại và vẫn luôn luôn làm, tạo những cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Hết nghiệp bất thiện này tới nghiệp bất thiện khác, từ thân khẩu ý của họ. Như vậy thì cái lòng tàm cũng chính là một cái sự biết xấu hổ, biết hổ thẹn với những cái hành vi xấu. Xấu hổ ở đây không phải là xấu hổ của một cái người mà những cô gái mới lớn, không phải.
Mà xấu hổ ở đây là nhìn nhận lại, nhìn nhìn nhận xét lại chính mình, thấy rằng à, mình đã là một cái tu, đã là một cái người giữ gìn giới hạnh, mà mình làm như vậy thì nó không đáng, không đáng cho mình làm, không đáng như một cái vai trò của một người tu sĩ, không đáng cho một cái vai trò của một người cư sĩ, ví dụ vậy. Hay hoặc là không đáng như là một cái người sống trong cái đời sống phạm hạnh này để thực thiện trí chê trách, hay là các cái bậc thiện chí chỉ trích chúng ta, thì điều đó khi mà mình nghĩ lại những điều đó thì mình không có tái phạm, không có làm, không có tạo những cái nghiệp như là thân khẩu ý, hoặc là sát sanh, hoặc là trộm đạo, hoặc là tà hạnh, hoặc làm những cái điều gì đó. Thì ở đây đó, chính lòng tham là một trong những cái thiện pháp và làm cho họ có được có được cái nghị lực, có được cái nghị lực. Nhờ cái nghị lực này đó, mà vì chính cái nghị lực này đó mà giúp cho cái vị hành giả đó tu tập tốt hơn, tinh tấn nỗ lực tốt hơn, và biết tránh xa những cái điều ác từ thân khẩu bất thiện của mình. Khi mà nói đến lòng quý, tức là một trong những cái tài sản thứ tư là lòng quý. Quý đây là ottappa, ottappa, lòng quý. Thì quý ở đây có nghĩa là mình biết sợ, sợ, biết sợ. Sợ ở đây không phải là tạo ra cái nội tâm của mình nó rây rứt, không phải là sợ là tạo ra cái nội tâm của mình nó sợ hãi hoảng loạn, không phải. Mà biết sợ ở đây là sợ gì? Biết sợ hãi những cái hành xấu của chính mình. Mình phải sợ. Thứ nhất là sợ là mình đã phát nguyện thọ trì những điều học mà từ nơi Đức Phật, hay hoặc là đời sống tu tập của mình cần phải làm cái gì, thì mà mình bây giờ mình không làm thì mình phải biết là mình không làm như vậy thì điều có đáng hay không, có đáng hay không. Ví dụ như bây giờ cái người xuất gia ở trong chùa thì cái nhiệm vụ của mình là giữ hành, giữ gìn giới hạnh của mình. Rồi nhiệm vụ của mình đó là chấp tác cái công việc đời sống tu tập của mình. Ví dụ như pháp học, hoặc là pháp hành, hoặc là tạo nhiều cái thiện sự tự dịch phục vụ tam bảo, ví dụ vậy. Thì cái việc mà mình làm đó đó, phải nói là mình làm bằng với cái niềm tin của chính mình. Khi mà một người có cái lòng quý thì có nghĩa là mình thấy rằng mình rất là sợ hãi chính cái hành vi sai trái của mình, một cái điều gì đó, thì rõ ràng là cái điều đó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình sợ những bậc thiện trí thức là thầy tổ chê trách. Giống như là mình nhiều khi rồi nói là mình sám hối trước tăng chúng, nhưng mà nhiều khi mình không có hình, không có cái gọi là nhìn lại chính mình, thì cái đó nó cũng không có cái lợi ích lâu dài cho cái việc tu tập của mình. Chứ như vậy thì cái người mà có cái lòng quý, tức là sợ, thứ nhất là sợ về chính cái hành vi lỗi lầm của mình. Cái thứ hai là sợ về những cái bậc thiện trí thức chê trách. Thí dụ như quý vị bậc thiện trí thức á, thấy rằng là bậc thiện trí thức á, làm những cái điều gì đó thì phải xét thấy rằng mình có làm, nên làm hay không nên làm. Chứ không phải là muốn làm là làm đâu, hay là muốn nói là nói, mà coi cái quả báo xấu nó như thế nào. Thì bậc trí thức thường là y vào pháp, làm những gì mà nó sai trái, nó phi chánh pháp á. Phi chánh pháp á, thì bậc thiện trí thức sẽ chê trách, chỉ trích, chê trách. Thì nếu một cái người mà không sợ bậc thiện trí thức chê trách, ví dụ như mình sống tu tập là thật sự là cái sự nỗ lực là do chính mình.
Nhưng mà bên cạnh mình thì có những bạn đồng phạm hạnh, có những bậc thiện trí thức, người ta thấy cái lỗi lầm của mình, nó nhắc nhở vậy, nhắc nhở vậy, rồi chỉ dẫn như vậy. Nhưng mà mình không biết sợ, biết sợ. Thì cái người mà không biết sợ, thì quý vị biết, cái người mà biết sợ á, thì họ có thể sửa đổi được. Biết sợ, ít ra ví dụ như là sợ vị đó là vị thầy của mình, vị đó là vị cao tăng, hay là vị đó là vị một vị chư tăng nhắc nhở mình, mình sợ như vậy. Thì mình sợ thì mình ngừng lại, mình không làm, không có tái phạm, không có tạo nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng mà mình không sợ thì rõ ràng là mình cứ lầm lũi làm tới, tức là nghề hành vi bất thiện đó, luôn luôn họ cứ làm diễn tới diễn luôn, mặc dù là bậc thiện trí thức đã nhắc nhở dạy dỗ phiên lơn mà không có chịu nghe hay không chịu làm. Thì lâu nữa, thì người ta khuyên mình cũng được, thì người ta tránh xa mình thôi. Có một điều là vậy, cho nên là không phải là ghét dơ hay không phải là khinh thường, nhưng mà do sống mình không có thực hành đúng với cái vai trò của mình là một cái người tu á, cho nên là các cái bậc thiện trí thức, các bạn đồng phạm hạnh xa lánh mình. Vì xa lánh cho nên là nếu như một cái người mà sợ người ta xa lánh thì mình cũng phải biết nhìn lại mình coi mình cần ăn ở làm sao, hay hoặc là mình cần phải làm sao cho tốt để các bậc thiện trí thức cảm thấy mình là hoan hỷ. Thì khi một cái người mà biết sợ những người bậc thiện trí thức nhắc nhở dạy dỗ hay hoặc là phiên lơn mình cái lời nói của các vị đó, mình không biết, mình biết sợ những cái lời nói phiên lơn của các vị, thì rõ ràng là mình có thể sửa đổi được và mình không dám tái phạm hay là tái phạm những điều đó, những cái điều sai trái. Rồi cái điều nữa đó là mình phải biết sợ đó cái quả báo xấu. Quả báo xấu, bởi vì nhất cử nhất động từ ở cái thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, thì cái gì mà có chủ ý thì nó đều có cái quả báo của nó. Nó có kết quả của thiện nghiệp hay là nó có kết quả của ác nghiệp thôi. Kết quả của thiện nghiệp á, thì đó là do cái nhân lành mà mình đã làm. Còn kết quả của ác nghiệp là do cái nhân ác mà mình đã tạo. Và vì vậy đó cho nên là nếu mà mình sợ cái quả báo khổ á, hiện giờ mình thấy sống vậy, mình tu như thế này, nhưng mà mình không sợ quả báo khổ á, thì rõ ràng là mình làm những cái chuyện gì đó rất là tai hại sau này. Bởi vì mình làm cái điều gì đó thì mình phải nghĩ đến quả báo của nó, quả báo của nó. Mà nếu cái quả báo xấu á, thì khổ ở trong tương lai. Đời này là tu á, là như vậy, nhưng đời sau mình sanh trong khổ cảnh mình sao? Nếu mà mình sợ sanh trong cảnh, bởi vì cái điều á, quý vị biết rằng á, là để mà sanh cảnh giới lành á, thì mình phải quân tập rất là nhiều. Trong kinh nói rằng là mình lên cõi lành thì giống như hai cái sừng của con bò, và nếu mà mình sanh trong khổ cảnh thì giống như cái lông, số lông của con bò. Cho nên là chỉ có một chút cái niệm nào đó, quái niệm nào đó, cái tạp niệm nào đó mà cái tâm của mình không có gìn giữ, không có chánh niệm, thì mình cũng có thể sanh khổ cảnh rồi. Cho nên để mà ngày chày tháng mà do cái hành vi xấu của mình mà mình không biết sợ những cái quả báo xấu, mình cứ để tiếp diễn hoài, thì rõ ràng cái quả báo đó, nó khi mà mình không sợ cái quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, cái đó nó đều có diễn ra hết. Không khéo á, thì cũng có thể diễn ra là mình sanh trong quả báo khổ. Cho nên nếu mà một cái người sợ sanh trong khổ cảnh, sợ bị đọa vào ác thú đó, thì cái người đó họ không dám làm, không làm. Chúng ta thấy rằng cái người nào mà chúng tôi nói điều này giống như là mình, cái người mà mình còn tin có ma,
có quỷ, có thần á, thì cái người đó ra họ còn tin. Báo xấu mà được tin được ác nghiệp vừa có quả báo xấu quả báo lành họ còn tin được điều đó. Còn cái người mà không tin ma quỷ, không có tin quỷ thần gì hết, không có tin chư thiên, không có tin cái gì hết đó, thì đừng có nói là họ cái gì họ cũng dám làm, cái gì họ cũng dám làm, điều gì mà mình nói như tội lỗi nhất họ cũng dám làm. Cho nên ở đây đó có thể nói rằng nếu mà một người mà có lòng quý thì trên cuộc đời này đó nó tạo nên cái sự thăng bằng trong cuộc đời. Trong kinh có Chư Tăng thường có cái tụng mà cái gọi là Hiriottapa Sambana Sukata Tamasa Hita Santo Sapurisa Loke Dewa Thamma Tivuchare, có nghĩa là tam và quý á, là cái pháp để làm an tịnh nội tâm, và cũng là một hai cái pháp á, hộ trì cái thế gian, hộ trì thế gian. Nhờ có hai cái pháp này đó, lòng tàm và lòng quý, mà người ta có thể sanh thiên thú, sanh cảnh giới an lành. Và nhờ có hai cái pháp này mà cuộc đời này nó có cái trật tự, nó có cái trật tự, nó có thứ lớp, nó có cái thứ lớp, nó có những cái lễ nghĩa trong cuộc đời. Còn nếu như không có lòng tàm lòng quý thì con ta không có lễ nghĩa, người ta cũng không có cái trật tự, bởi vì không biết đâu là ông là bà cha mẹ gì hết á, cái đó cũng nguy hiểm. Và vì vậy cho nên nếu mà sống một cái cõi nhân loại mà cái hành vi mà nó không đúng như là cái hành vi của một chúng sanh cõi nhân loại á, thì rõ ràng nó cũng như giống như là cái ác thú thôi, như cái ác thú thôi. Và nhờ cái lòng tàm lòng quý mà các vị chư thiên á, có thể sanh ở cảnh giới cõi trời. Nhờ lòng tàm lòng quý đó đó mà con người ta có cái trật tự, có cái trật tự, có biết khoải quấy, biết ông bà cha mẹ, biết người trên kẻ dưới. Chứ còn người ta không có lòng tàm lòng quý thì người ta đâu có cái chuyện đó, đâu có những cái điều đó. Và nó tạo nên sự xáo trộn trong cuộc đời này, và có thể sanh vào khổ cảnh. Vậy cho nên lòng quý cũng là một trong những cái ở trong lòng của mình. Nếu mà mình không có lòng quý thì rõ ràng là cái người tu không có được tiến bộ đâu, không có được tiến bộ. Mà đối với bậc thánh đó, thì quý vị biết rằng thậm chí nói là người ta có thể giữ để người ta bỏ cái mạng này, người ta cũng chấp nhận, nhưng mà miễn sao giới người ta được trong sạch, được thánh là vậy, chứ không phải là thường. Nhưng mà nhờ cái lòng tàm lòng quý này mà bậc thánh á, giữ được, xem như là một cái tài sản quý. Bởi vì cái tài sản kia nó có thể mất đi, nhưng mà tài sản của bậc thánh như là lòng quý, hay gọi là đức tin, hay hoặc là giới đó, thì xem như là như sanh mạng của mình vậy đó. Thà là bỏ mạng còn hơn là bỏ những điều đó, bỏ những điều đó. Và ở đây là một trong những cái điều thứ tư, gọi là cái tài sản thứ tư. Tài sản thứ năm ở đây đó là tài sản văn, đa văn, bahu secha, secha, có nghĩa là cái người mà am hiểu, học hiểu về cái lời dạy của Phật. Bởi vì nếu như mình học những cái môn học gì bên ngoài á, có thể nói rằng là mình học về toán, về văn, hay là về lịch sử, về hóa học, về vật lý, hay là về triết học gì đó, hay là ngôn ngữ học, vân vân. Mình học những thứ đó thì chẳng qua là nó bồi bổ cái kiến thức của mình, để mà mình vận dụng cái kiến thức của mình để làm ra của cải vật chất. Nhưng mà một cái người mà học Phật Pháp á, thì không phải là chỉ có bồi bổ cái kiến thức không đâu, mà nó là củng cố cái tri kiến của mình cho đời này sau nữa.
Mà bậc thánh á, nói chung nói riêng á, thì bậc thánh xem như cái việc mà gọi là bậc thinh văn á, thì nhờ nghe lời dạy của Đức Phật. Cho nên là văn ở đây đó là cái cách để học Phật pháp. Chúng ta thấy rằng các cái bậc thinh văn của đệ tử của Đức Phật, những cái vị về cao đồ đệ tử của Đức Phật như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hoặc là những vị tôn giả uyên bác khác đó, thì trước đó nó là cái việc học của các ngài từ xuất thân từ những vị đạo Bà La Môn, họ cũng học rất nhiều đấy, học các cái tinh thông các cái nghệ môn nghệ, những cái môn học mà họ đã học. Và khi mà họ trở về với Đức Phật á, thì là họ học Phật pháp, họ học Phật pháp, họ nghe Đức Phật giảng. Và nếu như ai đó mà thấy rằng cái việc học Phật pháp á là một cái việc cần thiết và lợi ích hữu hiệu đó, thì mình vẫn cố gắng để mà mình học. Nó củng cố cho cái tri kiến của mình trong đời này và đời sau nữa. Và nếu mà mình không có giữ vững cái tri kiến của mình, cái tri kiến của mình nó không có đúng đắn, thì mai sau mà có gặp chánh pháp đi nữa thì cũng quảnh quay lưng mà thôi. Cũng quảnh mặt quay lưng mà thôi. Còn cái người mà học Phật pháp á, học lời dạy của Đức Phật á, để nằm lòng rồi hiểu rõ như vậy nè, thì trở thành và thực hành những cái lời dạy này, thì vốn trở thành vốn, cái vốn có của chính người đó, của chính người đó. Và vì vậy cho nên là hả, mà cái gì mà nó sai với chánh pháp á, thì tự động cái người vị này có cái sự nhận thức biết rõ như vậy là tránh xa. Còn nhiều khi mình không có cái tri kiến đúng đắn ấy, thì ngay cả những cái gì mà người ta mê hoặc mình cũng không biết nữa. Rồi cuộc đời mình nó cũng phải lầm lạc. Lầm lạc dài, lầm có khi là đôi 30 năm, có khi 5-10 năm, có khi cả đời, rồi thậm chí nữa, nó nhiều đời nữa. Là do bị người ta mê hoặc á. Mà mê hoặc ở đây là do một phần là do mình không có củng cố, không có củng cố cái tri kiến của mình một cách chắc chắn. Và như vậy thì mình dễ bị lung lay, dễ bị lạc ở trong đời sống. Chúng ta thấy rằng ông Thiện Giác Cùi á, ông là một cái người mà đi xin ăn thôi, hành khất thôi, nhưng mà rồi là sau mỗi buổi chiều mà ông cùng với những cái người đàn tính đến để nghe pháp, mà ông ngồi phía sau nghe pháp. Sau khi mà nghe pháp rồi, có một ông nghe pháp như vậy rồi thì ông giác ngộ chứng quả Tu Đà Vượt. Lúc đó Đức Trời Đế Thích Trần muốn hóa ra để nói lên là những cái điều mà Như Lai nói khi nãy ở trong pháp hội đó nó không đúng. Đúng. Ông hãy bỏ những cái tư tưởng này đi. Ông hãy phủ nhận cái niềm tin của Đức đối với Đức Phật đi. Thì ông mới nói là ông không phải là người nghèo. Vì cái gì mà Đức Trời Đế Thích chê ông nghèo, thử ông chê ông nghèo. Ông nói ông không có nghèo, bởi vì ông có 7 loại tài sản đó, là bậc thánh Tu Đầu Quần rồi. Tuy rằng nó là người mà đi hành khất, đi xin ăn á, nhưng mà đâu phải là nghèo, là bậc thánh Tu Đầu Quần mà. Cho nên có bỏ 7 cái loại tài sản này, trong đó có cái tài sản là văn tài sản này là nhờ nghe học. Cho nên là quý vị thấy rằng nhiều khi mình trong rung Phật pháp Buddhatama của chúng ta cứ đem hết bài kinh này ra giảng, xong cái bài kinh kia giảng, nếu ai mà khéo tác ý thì có lẽ là ta cũng học được rất là nhiều. Chúng ta có một cái cố tâm để học, cố tâm để học, rồi chúng ta phải có cái niềm tin để chúng ta
ta học, để chúng ta có cái sự nỗ lực để siêng năng để chúng ta học. Thì khi chúng ta học như vậy đó, là một trong những cái điều mà do chúng ta nỗ lực cố gắng ấy, cho nên chúng ta mới học được. Còn chứ cái việc mà học Phật pháp cứ thật sự ra thì hết bài kinh này tới bài kinh nọ, từ xưa giờ thì cứ giống như là mình nấu cháo vậy đó, làm đi làm lại. Thậm chí cũng không phải là mình nghe Phật pháp nghe vậy đó, nhiều khi rồi nghe rồi nó trôi qua chứ cũng không có nhớ hết được nữa. Rồi bữa sau mình có một lần nào đó trong cuộc đời của mình lại nghe nữa, thời gian sau mình nghe lại nữa, nghe cái pháp này thì cái nghe lúc trước với cái nghe lúc sau thì nó khác. Cái lúc sau là hiểu hơn nữa, hiểu nhiều hơn nữa. Thì thật sự ra thì nhiều cái cách để học lắm. Mà những cái vị thinh văn là nhờ nghe, nhờ nghe. Cho nên là mình có phát nguyện một bậc thinh văn thì cũng phải là nhờ nghe, để sau này gặp một Đức Phật tương lai ra đời thì ngài giảng pháp thì chúng ta nghe để giác ngộ được chứ. Còn chuyện mà chúng ta không có nghe để củng cố cái tri kiến cho một cách đúng đắn, niềm tin một cách vững chắc thì mai sau mà Đức Phật có thuyết pháp nữa thì mình cũng quảnh mặt quay lưng thôi. Tại vì mình không có hiểu, mình không có duyên nữa, thì làm sao mà mình làm sao mà mình tu tập được. Quý vị có thấy thường tọa giác đẳng vô không quý vị? Nha. Thấy có thường tọa đẳng vô à? Và cái một cái loại tài sản nữa đó là tài sản gọi là xả thí. Thì đây ở đây nó là đồng nghĩa với lại cái việc mà bố thí. Nhưng mà xả thí ở đây có nghĩa là mình dứt bỏ. Khi mà mình cho ai một cái gì đó, hay là mình cho ai một cái gì đó, thì thật sự ra là cái tâm của mình một dứt bỏ. Tức là không dính mắc ở trong cái sự keo kiệt, bủng xỉn, và cũng không nghĩ đến cái việc mà cái tâm của mình là xả bỏ tất cả, không để dính mắc. Và xả bỏ ở đây cũng có cái nghĩa là với trí tuệ mình hiểu được đó là làm sao để mong được cái sự giải thoát. Mong được sự giải thoát với cái hạnh, cái việc mà mình thực hiện cái pháp bố thí cúng dường này. Thực hiện cái pháp bố thí cúng dường này. Thì khi mà mình có cái tâm xả thí, như một người mà bố thí cho qua cho lại thì dĩ nhiên là có trong cái sự dính mắc, là có qua có lại. Nhưng mà cái người xả thí thì cái người đó phải dứt bỏ với cái nội tâm của mình, không có liếng tiếc, không có keo kiệt, và không có nghĩ rằng là để hưởng được một cái gì, mà phải nói rằng mình cũng cầu mong rằng là với cái tâm của mình, với cái việc tâm cầu bố thí xả thí của mình, để mong cầu xả bỏ những cái phiền não để đạt được cái quả vị giải thoát. Thì cái hạnh nguyện đó, cái ý nghĩ đó mà cái vị hành giả đó thực hiện những điều đó, bậc thánh tu đầu quần đối với tam bảo thì phải nói rằng cái niềm tin tuyệt đối. Cho nên là có thể nói rằng là các vị ấy dù là một bữa ăn hay như thế nào đi nữa thì cũng tìm đến với chư tăng để mà cúng dường. Cho nên cái việc mà với cái tâm xả thí rất là quan trọng. Xả thí rất là quan trọng. Bởi vì mong cầu sự giải thoát, mong cầu xả ly tất cả những cái phiền não bận nhơ nội tâm của một vị hành giả. Rồi một cái tài sản cuối cùng ở đây là chỉ cho cái tài sản trí tuệ, văn rồi tuệ. Tuệ ở đây đó là sự hiểu biết,
Trong đó đó là bao gồm cả tệ văn là do chúng ta nghe, do cái người đó họ nghe, nghe tới nghe lui, học tới học lui nhuần nhuyễn, rồi có một cái tuệ tư, tức là nhờ cái sự suy tư, suy luận của mình ở trong cái điều mà mình đã được hiểu, được biết. Rồi có một cái tuệ gọi là tu, tức là tu để mà đạt được cái đạo quả giải thoát. Đặc biệt là khi mà mình hiểu rằng là những chúng sanh mà sở dĩ sanh tử luân hồi là do tham ái phiền não. Nếu không có tham ái và vô minh thì thật sự ra thì chúng sanh không có khổ. Nhưng mà trước mắt là một chúng sanh mà bị tham ái chi phối thì chúng sanh đó sẽ bị khổ. Vì hả, có tham ái thì có tầm cầu, mà có tầm cầu thì có hiện hữu, mà có hiện hữu thì sẽ có khổ. Có hiện hữu thì sẽ có khổ. Vì vậy cho nên là hiểu rõ được cái việc mà do tham ái nó sanh khởi đó, do vô minh cho nên họ nhận thức được cái đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh pháp, đâu là phi chánh pháp, đâu là nên việc cần làm, nên làm, đâu là việc không nên làm. Vì ấy không biết rõ. Ở đây đó, nếu như một người có tệ, có cái tệ tức là tài sản trí tuệ đó, thì thật sự là tệ trước mắt đó, là mình hiểu là tệ do nghe, tệ do suy tư, tệ do tu tập, hay hoặc là mình hiểu rõ rằng á, nhân quả luân hồi ở trong cuộc đời này nó có hiện hiện như vậy, biết rõ như vậy, biết rõ để chúng ta tránh xa những cái nghiệp ác, hành vi ác, và chúng ta thực hiện những cái hành vi lành để mong cầu cái sự giải thoát. Đó là một trong những cái sự trí tuệ để hiểu biết. Cái thứ hai nữa là làm sao để tu tập để đạt được cái đạo lộ giải thoát, tức là chứng quả vị thánh nhân, thấy niết bàn để được giải thoát. Thì cái điều đó rất là quan trọng, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Như vậy thì ở đây đó, bảy cái loại tài sản này đó, hiểu là tuyệt đối là nói đến bậc thánh. Bởi vì bậc thánh có những cái loại tài sản này là như gần như là tuyệt đối là như vậy. Còn đối với những người phàm phu á, thì nếu mà chúng ta có được những cái điều này là những cái điều cần, nó làm cho chúng ta được tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể có được cái sự giác ngộ ở trong tương lai, nhờ cái bảy cái loại tài sản này. Bởi vì bảy loại tài sản này á, xem như là những cái pháp mà hữu dụng, rất là hữu dụng cho chúng ta, vì cho nên là rất được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống. Mà ở đây muốn nói tức là bảy cái loại tài sản này đối với bậc thánh thì tuyệt đối các ngài có rồi, còn đối với những người phàm phu á, thì chúng ta cần tu tập để làm sao có được những cái điều như thế này, những cái pháp này, để chúng ta được có cái sự lợi lạc hoặc là tiến hóa trong đời sống tu tập mình, hướng đến giác ngộ trong tương lai, thì điều đó rất cần. Chúng tôi thấy có như là Thượng Tọa Giác Đẳng vào rồi, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại, nếu Thượng Tọa có thể nghe được, Thượng Tọa điều họp cho cái buổi học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú kính chừng Thượng Tọa Tịnh. Thì thông tin nhưng thì tôi đang có xin thường thì tôi trong một vài ý kiến thì không có nghe thì tôi giảng ở đoạn đầu ở đây á, thì chúng ta gọi là thánh sản, thì chúng ta nên hiểu chữ thánh sản mà ở trong kinh gọi là Arjathana, Arjathana chúng ta gọi là tài sản cao quý, hay là chữ Arya là bậc thánh mà cũng nghĩa là cao quý nữa. Thì chúng ta nên hiểu đó là tài sản cao quý, hay là chỉ tài sản chỉ có bậc thánh mà với phàm nhân không phải là tài sản.
hoặc giả là chữ thánh sản á, ví dụ như là ở trong kinh đó là một bậc a la hán hoàn toàn giải thoát thì cả thiện cả ác các ngài đều bỏ hết, thì theo trường hợp thân nghĩ cái chữ Ariya Thana ở đây nên được hiểu thế nào cho nó chính xác, xin kính thỉnh ý kiến của trường hợp thân. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, theo con thì con nghĩ rằng đối với các bậc thánh thì các ngài có những cái loại tài sản này xem như là tuyệt đối. Còn nếu mà mình nói rằng là cái chữ Ariya là cao quý thì con nghĩ là nó cũng đúng nghĩa, là nó có cái nghĩa bậc thánh hay là cái nghĩa cao quý. Thì nếu như mà mình xem như là một cái bởi vì những cái tài sản kia đó, như là vàng dọc, vàng bạc châu báu, tiền của, đất đai đó, thì những cái tài sản đó nó coi như vậy đó mà nó không có cao quý. Nhưng mà tài sản mà gọi là niềm tin, niềm giới hạnh, đa văn tàm quý, văn tuệ đó, thì con nghĩ rằng là những cái tài sản cao quý. Bởi vì cái người tu á thì làm cái điều mà cuối cùng á, để mong được cái sự giải thoát đó, thì nếu như một người mà mình nói như là một bậc thánh á, thì rõ ràng thì các ngài đã thành tựu. Còn nếu như người tu mà nếu chúng ta không có cái này, không có những cái tài sản này, thì chúng ta không thể nào mà tiến tu đến cái đạo lộ cuối cùng của mình được. Vì vậy con theo con nghĩ là nếu mà nói rằng cái thuật ngữ Ariya Thana ở đây đó thì không phải là chỉ cho bậc thánh không, bởi vì bậc thánh theo con nghĩ đó, thì các ngài có những cái loại, những cái tâm như thế này, có những tài sản như thế này xem như là tài sản nhất định có. Còn nếu như một người mà phàm phu á, mà chúng ta có được những cái đức tính như thế này, có những đức tính, có lòng tin, có hạnh, có lòng tàm, lòng quý, có văn, có tuệ, có đầy đủ những cái tài sản như vậy đó, thì con nghĩ rằng đó là một cái tài sản cao quý. Bởi vì nếu xét thấy đó, mình mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh tu tập đó, thì là để mong cầu đạo lộ giải thoát trong tương lai. Và để mà đạt được cái đạo lộ giải thoát trong tương lai ấy, thì con nghĩ rằng là mình cần phải có những cái đức tính như vậy. Đức tính, và những cái đức tính đó, đó thì không có cái gì mà đánh mất hay cướp mất những cái tài sản đó đâu của mình. Mà nếu như chúng tâm ở trong nội tâm của mình mà sẵn có những cái điều đó, có những cái loại tài sản đó, thì thật sự là không có gì bằng. Không có gì bằng, cao quý không có gì bằng. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng mình quân tu á, mình làm tu tập làm sao để mà mình có được những cái loại tài sản đó. Bởi vì hiểu rằng là tài sản của thế gian á, nó cũng có, nhưng mà rồi nó cũng đâu có cao quý, cũng không có theo cho mình được, và nó cũng không thể đưa mình đạt đến cái đạo lộ giải thoát được. Chỉ có những cái loại tài sản mà bảy loại tài sản này được nói đến thì bậc thánh thì là sẵn có, tuyệt đối là như vậy. Còn đối với lại người phàm phu thì cần quân tu xem như là những cái pháp này đó là những cái tài sản cao quý hơn tất cả các loại tài sản nào, hơn tất cả các loại tài sản nào. Và vì vậy cho nên là cần phải trau dồi, cần phải quân tu, cần phải thực hành để có được những cái loại tài sản này mới mong đạt được cái đạo lộ giải thoát. Như vậy thì mình mới có thể hiểu rằng là so sánh quả vị thánh nhân á, là cao quý hơn là cái vương vị của đế vương, đế thích, hay là trời phạm thiên, hay là ma vương. Bất cứ một cái cương vị đế vương nào ở trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên nếu mà bậc thánh mà đạt được cái đạo lộ giải thoát á,
thì do có 4-7 loại tài sản như vậy đó, cho nên là xem như là cao quý. Con nghĩ rằng một với một cái người phàm phu mà mình có một trong những vài cái đức tính tài sản như vậy đó, thì cũng đã là cao, có được những cái đức tính cao quý như vậy rồi. Còn nếu mà mình có được những cái tài sản, đầy đủ những tài sản đó, thì sẽ tương lai thì mình cũng sẽ đạt được cái sự an lạc, sự giải thoát trong tương lai. Thì cái ý kiến của con nghĩ rằng cái chữ Ariyathana ở đây bao gồm cả, theo con nghĩ rằng đối với bậc thánh thì có những điều, những cái tài sản này là những cái tài sản chắc thật như vậy rồi. Còn nó có cái ý nghĩa là cao quý ở đây, thì con nghĩ rằng đó là một tài sản để so sánh lại các cái loại tài sản của thế gian thường tình này, để xem như là cái tài sản này là một cái tài sản quý báu nhất đối với cái người tu để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Còn kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú cái chân Thượng Tọa học tình. Đại Đức Pháp Tính, Đại Sư Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ trả lời cho thảo luận số 2. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính nha. Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho con thảo luận số 2. Dạ, Đại Đức Huy Thông, khi mà chúng ta nói đến tài sản là hành trang để mang theo trong kiếp luân hồi đó, thì chúng ta nói về thiện tâm, thiện hạnh, hay là chúng ta nói về quả lành, hay là chúng ta nói về quả phúc? Tại vì có nhiều người hiểu rằng quả phúc đó, mình mang theo được trong vòng luân hồi, nhưng mà thiện tâm, thiện hạnh thì chỉ có trong kiếp này thôi. Ví dụ như nó là tính giới tà quý, sau khi mất rồi sanh kiếp khác, chưa chắc là mình đã còn nữa. Thành ra, đến lúc không thì những cái thiện pháp đó, chúng ta có mang theo trong kiếp luân hồi được không? Và mang theo thì mang theo như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con xin có ý kiến cho cái thảo luận số 2, hỏi rằng những thiện pháp như tính, giới, tàm quý kiếp này có được, nhưng sau khi thân hoại mạng chung, chúng có tồn tại trong kiếp sau không? Theo kinh chung của Đế Dành thì quả phúc còn lại nhiều đời, nhưng thiện tâm thì sao? Kính thưa Sư Phụ, về vấn đề này thật sự thì con không rõ. Tuy nhiên vì cái tấm lòng đam mê và kính phục, kính trọng Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thì con có nguyện đời đời kiếp kiếp sống trong giáo pháp của chư Phật. Thì bởi vì là hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật để lại cho chúng ta đó, là cái nguồn hạnh phúc, là một con đường đi duy nhất cho những người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật. Trần gian này không có cái gì quý hơn là giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên là học hỏi giáo pháp của Đức Phật và sống trong giáo pháp của Đức Phật là cái nguyện ước của bậc trí. Con nghĩ là như vậy. Và con khi mà làm việc gì thì cũng nghĩ rằng là hy vọng rằng cái kiếp sau của mình thì phải được là sống trong giáo pháp của chư Phật thì rất là hạnh phúc. Và con nghĩ là cái điều đó là có thể được như vậy là bởi vì khi mà con đọc kinh đó, thì con thấy tất cả những cái người mà thí dụ như cô Uplavana hay cô Khema hay là những người như là ông Cấp Cô Độc, thì tất cả những người đó là trong những kiếp của những vị Phật trước đó, thì cũng có nguyện thí dụ như ông Cấp Cô Độc là nguyện sẽ được đắc A-la-hán trước tiên khi mà có một vị Phật ra đời, thì đúng là trong kiếp Phật
giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông cấp cô độc là cái người ông Công Đánh Nhã, trong Công Đánh Nhã ông đắc A La Hán trước hết tất cả mọi người và tất cả những người khác. Khi mà gặp Đức Phật, mà khi mà Đức Phật giảng dạy mà họ được đắc liền đó, thì tất cả những điều đó, những điều đó đều có cái nguyên do, cái nguyên quỷ của trong quá khứ. Vì vậy cho nên con mới là thấy rõ ra rằng trên trời gian này không có cái gì mà tự nhiên, mình phải có cái ý. Tất cả mọi cái việc gì đều có tự nhiên, như Đức Phật giảng dạy là tất cả cái gì đó đều có, phải có cái duyên sanh, mà hãy có duyên sanh ra thì có cái duyên diệt. Thì cái điều đó là cái chân lý trên trần gian là như vậy. Cho nên cái người nào mà có cái tâm thiện, có cái thiện tâm, mà đeo đuổi cái thiện tâm đó với cái năng lực của mình, thì chẳng chống thì chày, đều có thể là quả. Thí dụ như là một người ông Băng Đi Tá đó, bài chứng A-la-hán lúc 7 tuổi, học trò của ông, của ngài Kassapa, thì cũng có thể nói là đều có cái nguyên do cả. Kính thưa sư phụ, vì vậy con tin tưởng rằng nếu mà này đó mình có tính giới tàm quý thì tất cả những cái mình sẽ nguyện rằng cái giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tính giới tàm quý, thì nó sẽ sinh được, nó mãi mãi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta chưa đắc quả vô sanh thì sinh trong cái dòng sanh tử luân hồi, thì tất cả cái tính giới tàm quý thì nó sẽ mãi mãi trong chúng ta. Bởi vì một người mà vô tàm vô quý thì đó là nhất xiển đề. Người mà không có tàm không có quý thì cái gì họ cũng làm, diễn ác gì họ có làm. Chỉ có người có giới, có tàm, có quý, có đức tin với giáo pháp thì những người đó mới có thể đi vào con đường chánh đạo, để lần hồi đi hết con đường thì mình sẽ được vô sanh, sẽ được giác ngộ. Và đó là những điều mà con học hỏi trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư phụ, đó là cái tư duy của con vào câu thảo luận số 2. Con xin thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú sinh trưởng để được nguyên thông. Thưa quý vị, trên có cái nhìn rõ đó là quả của nghiệp đó thì có thể trổ đời kế tiếp gọi là sanh báo nghiệp, hay đời sau nữa gọi là hậu báo nghiệp. Đó là chúng ta nói là quả nghiệp. Nhưng mà nói về thiện tâm á, thiện tâm như là tính giới tàm quý, thí văn vân vân, thì như đời này mình sanh ra mình hiểu Phật pháp, mình có đức tin, có trí tuệ, mình có niềm tin ở Phật pháp, mình có hiểu cái kiến thức ấy, thì cái kiến thức đó, cái niềm tin đó không hẳn sau khi chúng ta mất đi sanh đi cái khác mà chúng ta còn nhớ đến Tam Bảo, chúng ta còn biết đến Tam Bảo, thành ra gọi là niềm tin. Nhiều khi có đa số các thiện pháp đó, là nhất là về kiến thức đó, thì nó không thể tồn tại kiếp sau giống như là chúng ta đang có được. Thường thường cái mà còn tồn tại của thiện tâm thiện pháp đó, nó tồn tại dưới ba cái hình thức. Cái hình thức nhất đó, Đạo Phật gọi là thường thân y duyên, hay là thói quen. Dạ, thói quen. Bây giờ mình sanh ra trong đời này đó, mình thường bố thí, thì thưa quý vị, đời sau đó chúng ta sanh ra, chúng ta là người hào sản, là người rộng rãi. Mà cái hào sản rộng rãi đó, nó là một thói quen, một thứ chúng ta tạm gọi là thứ bản năng, mà mình không có hiểu tại sao có người sanh ra thì hồi nhỏ đó họ đã có biết nhuộm xả áo, họ biết chia sẻ người khác. Mà có những người thì họ không biết chia sẻ, họ rất là bụng sinh. Thì cái thiện pháp đó, nó có tồn tại lại dưới cái dạng thói quen mà chưa biết, hay là
có những người chúng ta gọi là tư chất thông minh, tư chất thông minh, có thể cái kiến thức của họ đó thì đời sau nó không giống như kiếp này. Như kiếp này mà mình học về Phật pháp, mình học về tam tạng kinh điển, kinh luật vi diệu pháp, có đời đời sau chúng ta sanh ra có thể chúng ta không nhớ về vi diệu pháp, nhưng cái tư chất thông minh ấy, nó vẫn còn. Và cái đó chúng ta gọi là cái thường thân y duyên, hay là do cái thói quen nó vẫn còn. Một cái dạng thứ hai mà thiện pháp được tồn tại đó là chúng ta gọi là thiện duyên. Thiện duyên đây là một cái gì rất là đặc biệt. Và ví dụ như là đời này mình gặp bậc thiện trí, mình biết cung kính, biết phục vụ, thì đời sau đó, thưa quý vị, khi mình gặp bậc thiện trí, mình dễ dàng để nghiêng mình, mình không có cao ngạo, mình khó rơi vào trường hợp tà kiến. Thì cái duyên lành, cái duyên lành này là nó không hẳn giống như cái thiện tâm, cái thiện duyên nó không giống như cái thiện tâm, nhưng mà nó lại là một cái chất, mình gọi là một cái chất xúc tác mà khiến cho chúng ta rất là dễ. Dạ, như ông Cốc Cô Độc mà ông mới nghe, anh nói ngày mai thì Đức Phật đến nhà trai tăng, mới nghe chữ Phật không đủ quan nghĩ rồi, thì cái nghe Đức Phật quan nghĩ đó, cái đó là một thứ thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp còn lại. Thành ra ngoài cái thói thì thiện tâm thiện pháp đó, nó còn tồn tại kiếp sau với cái gọi là mình cái gọi là cái thiện duyên. Và điều thứ ba, thưa quý vị, cái thiện tâm thiện pháp đó, nó còn lại đó, mà ở trong cái dạng mà ở trong tâm lý học gọi là cái trait, và ở trong bi diệu pháp A Tỳ Đàm thì giải rằng, thí dụ mình làm việc với cái tâm họ hỷ hợp trí vô trợ, thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì cái thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, nó trở thành những cái trait, nó cái tâm quả đó, nó mang cái tính tương tự như vậy. Dạ, ví dụ đời này người làm phước và bằng tâm thọ hỷ thì đời đó nếu họ sanh ra bằng tâm tục và tâm quả tục sinh, thì tâm quả đó nó cũng mang cái chất, mang cái trait của thọ, chúng ta gọi là thọ hỷ hợp trí vô trợ, tức là người đó sanh lên cái tâm đó thường vui vẻ. Còn nếu làm phước bằng cái tâm thọ xả đó, mà tục sinh bằng tâm quả thọ xả, thì tâm họ nó thường là bình thản. Và nếu người đó họ làm việc thiện bằng tâm hợp trí thì họ sanh lên đó là họ lại là một người có chiều sâu, có trí tuệ. Và nếu mà người đó mà làm việc bằng tâm vô trợ thì đời này họ sanh lên họ là con người mau mắn nhanh lẹ, chứ không phải là trù trừ hay là làm việc mà chậm rãi giống như người hữu trợ. Thì cái thọ hỷ hợp trí vô trợ hay là thọ xả ly trí hữu trợ vân vân, thường nó nằm ở trong cái tâm tục sinh, và tâm tục sinh nó trở thành tâm. Và nếu một người mà tục sinh mà bằng cái tâm mà có đủ cả ba cái thiện căn là vô tham, vô sân, vô si đó, thì xem như là một người tâm nhân. Còn nếu họ thiếu cái căn gọi là vô si đó, thì dù là cái căn vô si nó nằm ở trong tâm hộ kiếp, nhưng họ không có khả năng thiện đắc đạo quả. Thì như vậy đó, thưa quý vị, cái tâm quả đó nó là cái kết quả của tâm thiện, nhưng mà nó lưu giữ một số cái tính chất của tâm thiện. Và chúng ta nhớ đó là tâm quả, nhưng mà nó là tương ứng với tâm thiện. Nếu tâm quả đó mà thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, thì tâm, nếu tâm thiện là thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì tâm quả nó cũng là thọ hỷ hợp trí vô trợ. Và khi mà nó trở thành một tâm tục sinh rồi, mà nó tâm tục sinh thì nó lại làm thứ tâm hộ kiếp và tâm tử, thì tới tâm hộ kiếp đó nó làm cho cái bản chất con người chúng ta nó khác đi. Dạ, và cái bản chất đó nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng tâm hộ kiếp mà cái tâm hộ kiếp mà nó là tâm hợp trí, tâm đủ ba nhân vô tham vô sân vô si đó, thì cái việc tu thiền hay là việc tu tập đạo quả tuần chỉ thiền quán chúng ta nó có kết quả tốt hơn. Thì như vậy là theo Phật học đó, thì chúng ta có phát khởi thiện tâm, như ở đây chúng ta nói tính niệm tào quý vân vân,
Thì dĩ nhiên là cái thiện quả nó có thể đời kế tiếp là sanh báo nghiệp, đời sau là hậu báo nghiệp. Nhưng mà ngoài cái thiện quả ra đó, thì cái thiện tâm nó tạo quả rồi. Nhưng mà cái thiện tâm tuy rằng đời sau có thể là chúng ta không có sanh ở xứ, không có Phật Pháp, chúng ta không biết về tam bảo, chúng ta không biết về nhân quả. Nhưng mà cái bản chất mà cái thói quen thiện, cái thói quen mà tốt lành nó vẫn còn, nó còn tồn tại dưới dạng của thiền thân y duyên, của cái thói quen nó tồn tại dưới cái dạng gọi là thiện duyên, tồn tại ở dưới cái dạng mà chúng ta gọi là tâm hộ kiếp, nếu mà chúng ta tục sinh bằng cái tâm đó. Thì chúng tôi có vài lời chia sẻ thêm những câu hỏi số 2. Bây giờ thì xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin tỉnh Đại Đức Tính Hoa Nghị trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ. Đại Đức Pháp Tính, có một số người họ muốn giải thích Phật Pháp một cách cao siêu, nói rằng ở trong kinh nói rằng mình tu ở mức độ cao á, thì không phải mình bỏ ác pháp mà bỏ luôn cả thiện pháp luôn. Và chánh pháp như chiếc bè qua sông, và thiện pháp cũng phải có gì là phi pháp. Và khi họ nghe nói thiện pháp ác pháp thì họ nói mình bỏ hết. Nhưng mà khi mà mình nói về bảy tài sản á, thì dường như là mình phải quân tu thiện pháp, mình phải tích tập thiện pháp. Thì theo Đại Đức Pháp Tính á, ở mức độ nào chúng ta nên quân tập thiện pháp, và ở mức độ nào một người tu có thể rời bỏ cả thiện và ác pháp? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Trường Tọa Nhất Đẳng, Trường Tọa Pháp Tân, Trường Tọa Mười Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu thảo luận Trường Tọa vừa nêu lên, thì đối với khi mà chúng ta còn phàm phu, có nghĩa là chúng ta còn thấy mình là còn phiền não, còn nam còn sân, còn hôn trầm thị miên, còn trạo hối, còn vô minh, nói chung là chúng ta thấy rằng giống như là chúng ta còn bệnh vậy đó, thì chúng ta phải uống thuốc. Khi mà chúng ta còn phiền não thì chúng ta phải tu tập, chúng ta tạo nhiều thiện pháp. Để chi? Để cái thiện pháp này nó giống như là nước mình nhiều, muối mình ít, thành ra nó sẽ không có làm mặn cái nguồn nước của mình. Tại vì ở trong cái đời sống của chúng ta thì thật sự ra ở trong vô thủy của luân hồi của quá khứ đó, chúng ta tạo thiện pháp thì chắc có lẽ nó ít, ác pháp thì nó chắc nó sẽ nhiều hơn. Thành ra ở trong cái đời sống này, mình phải có cái sự mà quân bình lại. Chúng ta phải có cái sự quân bình về những cái thiện pháp. Thì như vậy đó thì coi như là chúng ta mới có được cái sự an vui. Còn nếu mà mình bây giờ mà mình không có chịu tạo thiện pháp á, mà mình cứ nghĩ rằng có câu nói rằng thiện pháp buông bỏ rồi này kia, rồi mình nghĩ là thôi, người ta nói thiện pháp mình phải buông bỏ những cái điều rồi những cái điều ác mình cũng không làm, rồi thôi bây giờ mình cũng không có tạo điều thiện nữa, thì mình có chừng mình dễ bị hiểu lầm ở trong cái đó. Chứ quý vị biết rằng đối với cái câu nói này có nhiều người ta hiểu lầm đó quý vị. Có những người ta nói thôi con tu thiền để giải thoát, tạo những cái công đức phước báo, thí dụ như phục vụ hay là bố thí đồ này kia, không làm đâu, giờ chỉ tu thiền để giải thoát thôi. Thì thật sự ra đó, chúng tôi biết rằng những người đó người ta hiểu lầm cái chỗ này. Lúc nào mà chúng ta hành thiền được thì chúng ta cứ hành thiền, lúc nào mà mình hành thiền được thì mình cứ hành thiền.
Còn lúc nào mà có cái thời gian thì chúng ta sẽ có cái sự mà phục vụ công quả, hoặc là chúng ta nói chung là rất là nhiều cái phước chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta thích với cái điều gì thì chúng ta sẽ làm cái điều đó. Chứ chúng ta không có nói rằng là mình tốt thôi, là mình không có tạo những cái thiện pháp. Thì ở đây đó, cái vế ở trong cái câu hỏi này đó, thì một người mà khi mà mình cảm thấy mình còn bệnh, còn những cái phiền não, thì chúng ta sẽ tạo những cái thiện pháp. Đến khi nào mà chúng ta cảm thấy, chúng ta quán xét ở trong tâm của mình đó, mình thấy rằng mình bây giờ không còn tham, không còn sân, không còn si á, thì lúc đó đó thì chúng ta không cần làm nữa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là không cần làm nữa có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái lúc đó đó, cái thiện pháp của mình á, nó không có, nó cũng như là nó không có cho quả ở trong những cái đời sống sau nữa. Tại vì khi mà chấm dứt sinh tử luân hồi rồi, chấm dứt sinh tử luân hồi được, không còn tái sanh nữa thì quả nó trổ làm chi, nó trổ đâu mà nó trổ đó. Thành ra lúc đó, chúng ta phải nhớ rằng là khi mà một vị mà chứng đắc đạo quả A La Hán rồi, là một bậc vô sanh, thì không còn sanh lại nữa, không còn sanh lại nữa thì những cái quả nó sẽ trổ ở chỗ nào, những cái quả nó sẽ trổ ở chỗ nào. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái công đức của Ngài A Nan Đa, cái công đức của Ngài A Nan Đa đối với Đức Phật rất là nhiều, đến nỗi mà Đức Phật nói rằng nếu mà A Nan Đa mà không có chứng đắc đạo quả giải thoát đó, thì do cái công đức mà tán thán Như Lai như vậy đó, là coi như là chuyển luân vương một thời gian rất là dài, làm chuyển luân vương đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng chấm dứt sanh tử luân hồi này nó tốt hơn quý vị, nó tốt hơn là chúng ta được làm chuyển luân thánh vương, hoặc là chúng ta làm cái gì đó. Bây giờ mình thấy rằng có nhiều người ta không có hiểu cái chỗ này, ta nói ủa sao kỳ vậy, mình làm mình sống ở trên ngai vàng rồi này kia, tại sao mà mình không chịu rồi này nọ. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng là coi như là mình sanh ở đâu nó cũng còn khổ hết á. Hễ mà có cái thân này, dù cho cái cảnh giới nào mà nó cũng khổ hết, thì chỉ có chấm dứt sanh tử luân hồi này, không còn cái sự sanh già bệnh chết là những cái điều nó sẽ cao quý nhất. Vậy thì tóm lại ở cái câu luận này đó, bỏ cả hai thiện và ác pháp á, là có nghĩa là cái vị đó đã đạt A La Hán rồi, trình độ của vị đó là đến cái mức mà tối thượng rồi, có nghĩa là không có còn cái gì nữa. Thành ra lúc đó các ngài vẫn làm thiện, nhưng mà cái quả báo nó không có, quả báo của thiện nó không có. Tại sao? Tại vì vô sanh rồi, sanh lại làm người nam người nữ gì nữa thì làm gì mà có đẹp, có giàu, có khỏe, có trí tuệ, vân vân đó. Thành ra chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Thì đối với cái bậc đó thì mới không có bàn về thiện pháp và ác pháp nữa. Còn đối với chúng ta còn phàm phu thì chúng ta vẫn phải tiếp tục từng ngày tạo những cái công đức phước báo. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận Thượng Tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sắp tới cái trường để có tính Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân nghe được, xin cái Thượng Tọa con hãy trở lại với câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa có ở trước mắt và Thượng Tọa có nghe được không? Đại Đức Minh Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Minh Thông, chúng ta có chữ Dana mà chúng ta dịch là bố thí, và ở đây chúng ta có chữ Chaga là dứt bỏ hay là xả tài. Có đôi khi chúng ta hiểu là nó chung với nhau là một, đã là xả tài nghĩa là bố thí. Nhưng mà có trường hợp nào một người bố thí mà không có dứt bỏ không? Tức là bố thí mà chỉ muốn ôm vào, muốn thêm mà không biết dứt bỏ. Đại Đức nghĩ về không? Xin cái tính để chúng tôi thông quan hỷ trở lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, dạ con xin góp ý cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng đa ná được dịch là bố thí, còn cha gá đã được dịch là xả tài. Có trường hợp nào đa ná mà không có cha gá không? Kính thưa sư phụ, cái vấn đề này thì tùy cái sự hiểu biết của người hành giả đó là Phật tử hoặc là tỳ kheo. Thì cái người mà Phật tử hay tỳ kheo phải biết rằng cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì nó đi ngược lại cái thế gian. Trong khi thế gian thì ôm đồm nhiều vợ, nhiều chồng, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều hột sần, nhiều của cải. Trong khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy rằng tất cả cái đó là cái đầu mối cái sự mà dính mắc của chúng ta. Cái dính mắc của cái tâm của chúng ta ở trong con mắt là mình thấy là mình điều đó, điều nào mình thấy là khả ý, khả lạc, khả hỷ. Âm thanh mình nghe mình cũng thích thú, thân xúc chạm mình êm ái mềm mại cũng thích thú. Thì tất cả những cái điều đó thì là một cái đầu mối, cái của cái tham ái là đầu mối của sự sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng khi mà mấy cái lục căn của chúng ta do duyên với tình cảnh bên ngoài thì cái biết đó thì chúng ta chỉ biết như vậy mà thôi, chứ không phải là một con người thấy biết, tức là cái thấy của con mắt, thấy cái căn của chúng ta, chứ không phải là một con người. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có cái gì gọi là tham đắm dính mắt. Thì nhờ như vậy thì mình, người hành giả đó mới có thể là không vướng mắc bởi các ngoại cảnh trên thế gian này. Thì dù nhờ vậy mình mới có thể thoát được cái sự mà tham đắm. Mà hãy còn tham đắm là còn tái sanh, mà không còn tham đắm thì không còn cái tái sanh nữa. Con có nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi mà Ngài A Nan có hỏi là khi mà Đức Phật Parinibbana rồi chúng ta sẽ mời ai, nhờ ai để điều khiển, thì Đức Phật nói là không có ai có điều khiển hết, chỉ có giáo pháp, giáo luật, kinh và luật sẽ là thầy của các con. Và Đức Phật có giải thêm rằng một vị Phật đúng nghĩa của nó là một vị Phật không có cái thân bằng xương bằng thịt, tức là cái trí tuệ giác ngộ mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta nếu mà không hiểu thì chúng ta càng ôm vào nhiều nhiều vào nhiều này nhiều nọ, tức là tất cả là cái tánh tham đó, tức là cái đầu mối của sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Thì người hành giả nó phải hiểu như vậy, và hiểu như vậy, nhưng mà nếu mà nó hiểu như vậy mà được như vậy thì không hẳn là như vậy. Nhưng mà mình phải luyện tập xả tài, luyện tập không có dính mắc. Thì con đường tu hành là một cái process, một cái bộ process đó sẽ nó rất là lâu hay mau tùy cái sự quyết định, cái lực định của chúng ta. Thì người nào mà thấy rõ có cái trí tuệ vậy thì người ta có thể dứt khoát tốt, cũng như là ông đệ tử của Ngài Sariputta, ông đi tá ông đó, thì là ông rất là, mặc dù có 6 tuổi mà có 7 tuổi mà rất là cương quyết mà đắc A-la-hán, trong khi mà mới có 7 tuổi. Mà không phải chỉ có một người như vậy, còn nhiều người nữa, con đọc kinh con thấy là như vậy. Vì vậy cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây đó là chúng ta phải hiểu được giáo pháp. Người mà không hiểu được giáo pháp thì khó có thể mà tu đến nơi đến trốn được. Phải hiểu được cái giáo pháp. Mà cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thấy giảng dạy rằng chính là cái tâm của chúng ta bị dính mắc vào những cái điều mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Còn nếu mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà không dính mắc thì đó là cái trình độ tu hành của chúng ta đã khá, đã giỏi, thì có thể là chứng được quả. Kính thưa sư phụ, đó là những sự thấy biết của con trong cái câu hỏi số 4 này. Cho nên có những người mà không có hiểu biết được đó thì họ có cái đa ná thì nó không đi chung với cha gá được. Nhưng mà nếu người mà có hiểu biết được
thì cái đa ná là phải xả bỏ, thì mình xả bỏ được thì con đường người ta mới là thảnh thơi. Cái vấn đề này đó con có đọc trong cái bài kinh của một cái người mà Bà La Môn một áo đó. Thì khi mà ông Bà La Môn một áo, ông nghe Đức Phật giảng dạy, ông rất là hoan hỷ. Mà trong khi ông hoan hỷ rồi, ông nghĩ là ông có cái áo choàng đó, ông muốn dâng lên cho Thế Tôn. Thì ông sực nghĩ rằng thì ổng và vợ ổng hai người chỉ có một cái áo thôi. Thì ổng cái biển lận đó với lại cái bố thí đó thì dâng lên Đức Phật đó, thì nó tranh đấu nhau một canh đó mà cũng không xong, canh thứ hai cũng không xong. Đến canh thứ đó mà nếu mà ổng biển lận như vậy thì khi mà ổng bị lọt vào đường bốn ác đạo thì bà ổng không có thể mà trổ lên được. Khi mà nhớ đến cái quả báo, nhớ đến cái nhân quả của cái đi vào địa ngục, thì ổng cương quyết ổng dâng lên Đức Phật. Thì sau khi dâng Đức Phật đó, bà ổng la: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi!" Là ba tiếng vậy. Thì ông Upasenadi hỏi: "Ủa, cái người nào nói tôi thắng rồi như vậy là sao?" Ổng mới bảo là đệ tử ổng ra hỏi. Thì ổng sau khi biết được cái hành động của ông mà một áo này, ổng mới là dâng lên cho ông vua, mới là giúp trong này để mà thành công nữa. Giúp mà hãy giúp trong này bao nhiêu là áo y áo thì ổng dâng lên Đức Phật nữa. Cho đến khi mà ông này ổng cho được 4 áo, rồi 8 áo, rồi 16 áo, rồi 32 áo. Thì lúc đến 16 áo thì ông cũng dâng hết cho Đức Phật. Đến là lâm 32 áo thì ông nghĩ rằng nếu mà người ta, ông vua mà dâng lên cho mình mà mình cho nữa thì mình không có giữ lại thì người ta nói là mình tham lam. Cho nên ông giữ là 2 bộ, một bộ cho ông và một bộ cho bà xã của ông, thì ông dâng lên hết nữa. Là vì vậy cho nên ta mới gọi là ông tiểu trung y. Hồi đời Đức Phật Vipassi thì có một người tên là Đại Trung Y, là dân hết đó. Thành ra cho nên là kính thưa sư phụ, cái tâm mà bổn sẻn của con người ta và cái tâm mà bố thí của người ta, tất cả hai cái tâm đó chúng ta tất cả đều có cả. Nhưng mà khi mà có người thì Đức Phật giảng dạy rằng khi ta có cái tâm mà bố thí đó, thì khi cái tâm nào nó đến chúng ta, chúng ta làm liền ngay cho chờ đợi. Để chờ đợi thì có cái sự suy nghĩ, do thì sự suy nghĩ đó mà cho quả báo của những người ông tiểu trung y đó, thì quả báo chỉ có đức vua mà cho rất nhiều, nhưng mà cho nhiều cái lãnh vực nào thì cho chỉ có 4 món thôi, cho 4 ngựa, 4 trâu, 4 này, 4 tớ gái, 4 tớ trai, thí dụ vậy đó. Còn Đức Phật nói là nếu mà ông tác ý, ông dâng lên Đức Phật lần đầu tiên thì tất cả những sự mà cho của ông vua Upasenadi cho ông thì tất cả đều 16 món chứ không phải là 4 món. Vì vậy cho nên chúng ta cái tâm mà đa ná và cha gá, tất cả chúng ta đều có, những có đều có hết, tất cả chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà tùy cái tác ý, khi mà một cái tâm thiện nổ lên thì làm liền. Chứ nếu mà không làm rồi suy nghĩ, rồi cái tâm bổn sẻn nó xen vào, nó làm cho chúng ta chậm lụt, và do đó thì kết quả không được nhiều. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con hiểu và thảo luận, góp ý trong câu thảo luận số 4 này. Phụ trở lại mai và giảng dạy thêm cho con được hiểu sâu xa. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại. Xin trường thầy được quyên thông. Thưa quý vị, chữ đa ná. Dạ, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi biết chữ đó, chúng tôi đánh máy thì hơi thiếu. Chữ đa ná mà chúng ta dịch hay là đàn na đấy. Ở trong kinh Phật có nghĩa là sự cho, ban tặng, cúng dường. Nói chung chung đó là sự bố thí. Bố thí không phải hiểu theo nghĩa tiếng Việt Nam được đâu. Bố thí là chữ Hán nguyên nghĩa, nghĩa là cái nghĩa rất là rộng. Ngay cả cái chuyện mà một hành động mà cúng dường đến Đức Phật, đến Chư Tăng cũng là gọi là bố thí. Người Việt Nam chúng ta hiểu chữ bố thí là bố thí cho người nghèo. Nhưng mà trong sự bố thí đó, có những người mà bố thí để cầu danh, có những người bố thí để cầu lợi, có những người bố thí để cầu đời sau lại có thêm.
Lý ví dụ như là mình cho một mà mình có hậu ý mình muốn lại 10, mình cho ra nhưng mà mình muốn lại thâu tóm được nhiều, mình làm một nhưng mà mình làm phước như một sự đầu tư, thì không phải cái đa ná, không phải cái bố thí nào nó cũng là xả kỹ hay xả tài hết. Thật ra thì chỉ cha gái dịch là xả tài, thường là cũng có nhiều người hiểu là đồng nghĩa với bố thí, nhưng mà chỉ cha gái nó còn có cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là mình cho nhưng mà trong cái cho đó mình muốn giảm bớt đi cái sự gọi là sang tham, sang lĩnh hay sự bủn xỉn keo kiệt. Cái chỉ cha gái nó có một cái giá trị tinh thần rất là lớn. Ví dụ như là mình rất là khó để bỏ điều này và điều khác, nhưng mà một khi mình bắt đầu mình biết bỏ ra một chút thì mình sẽ cảm nhận cái hạnh phúc của cái cho đó, và cảm nhận hạnh phúc cho, và từ cái cảm nhận hạnh phúc của sự từ bỏ đó, dần dà mình có thể bỏ cái lớn hơn, cái lớn hơn và cái lớn hơn nữa. Thì cái cha gá đó nó là một cái trạng thái mà giúp cho chúng ta có được một cái thái độ rất là tích cực ở trong cái việc từ bỏ. Nói thẳng ra là khi mà chúng ta nhắm mắt rời bỏ cuộc đời này đó, một thứ mà nó rất dễ khiến chúng ta bị sa đọa đó là cái gì gọi là của ta, cái gì mà mình nắm níu nó lại. Và để bỏ cái nắm đó đó thì chúng ta có khả năng mình nên không nên bận lòng, và cái đó nó đến từ cái đời sống hàng ngày, mình có chịu tập chung có cái độ từ bỏ hay không. Cái từ bỏ mà không dính mắc á, thấy như vậy chứ nó khó lắm thưa quý vị. Một người có thể làm một cuộc đại bố thí, giống như là mình đi chẩn bần, hay là mình làm buổi trai tăng rất là vĩ đại, cái đó thì dễ làm. Nhưng mà mình làm một cái nhỏ, mà trong cái nhỏ đó đó mà mình nghĩ đến cái tâm từ bỏ đó, thì cái đó rất là khó. Dạ, rất khó. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là bây giờ mình mỗi lần mình làm phước bố thí thì ai cũng cầu phước được thêm cái này, được thêm cái kia. Nhưng mà với một người mà biết tu pháp cha gá, là khi mình bố thí mình nguyện rằng làm sao cho cái tâm mình bớt sang tham, bớt dính mắc và bớt vướng pháp lại. Cái thái độ mà bỏ để mà mình tập cho mình bớt, nó không phải là chuyện dễ. Tại vì ban đầu mình thấy nó không có điểm gì, bởi vì chúng ta cần nhân nhúng đó. Thiện pháp giống như lửa, mình vì nào mà miền quê mà có nhóm lửa bằng củi, quý vị biết là ban đầu mình phải nhân nhúng từ những cái vật khô trước. Và đời sống là hàng ngày có nhiều, mình có cái bữa ăn ngon, có món ăn ngon, thì thay vì mình ăn một mình đó, mình ngồi xuống mình chia với những người khác, thì trong cách chia người khác đó, nó là một cái bước đầu để chúng ta chia sẻ cái gì ngon nhất của mình. Và dần dà đó là mình tập là có những thứ mình đang quý đó, cái những thứ đó mình đang, một cái vật đồ mình xài đang rất là quý, nhưng mà có một ai đó mà muốn đó, thì mình cho, thì nó khó cho lắm. Nhưng mà chúng tôi lấy cái ví dụ là mình ở gần một cái vị thiền sư hay vị trưởng lão mà ngài đó có những cái đức tánh mà mình rất là quý kính, bỗng nhiên mình đang có vật quý và mình gặp ngài, thấy ngài đang cần, mình rất là dễ dàng để mình lấy cái vật quý đó mình cúng dường cho vị thiền sư đó, thì cái vị thiền sư đó tạo cho mình cái điều kiện là xả thải và buông bỏ ra. Nhưng mà một khi mình có thể cúng dường cho vị thiền sư cái vật quý của mình có rồi đó, thì sau này mình sẽ dễ dàng mình đem những vật quý đó cho những người khác, mà không phải đạo cao đức trọng như vị thiền sư mình cũng có thể bỏ được. Thật ra cái tâm mà dứt bỏ, tâm buông bỏ đó, hay chỉ cha gá đó, nó là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với người tu Phật, là ở trong kinh Phật gọi là làm sao để dứt cái tâm mỏ sẻn, cái tâm sang tham hay là sang lẫn. Ở đây tức là cái tâm bám víu, chấp nhận cái này của mình không chia sẻ cho người khác được. Thật ra ở đây dịch cái chữ cha gá dịch là xả tài thì nó cũng tạm được thôi. Vậy xả tài nghĩa là bỏ tiền bạc, bỏ tài sản ra, nhưng mà chỉ chẳng nghĩa là sự dứt bỏ hay là sự buông bỏ, không có bỏ sẻn, không có câu chấp, không có cố gắng để thủ đắc. Một người sống cả đời bao giờ cũng muốn gom góp cái gì của mình, ai đụng đến không được, thì người đó rất là cần đến cha gá. Thật ra không? Đa ná đó là nói bố thí chung tổng quát,
Nhưng mà có những người càng bố thí họ càng nghĩ rằng đó là đầu tư, càng bố thí họ càng thâu tóm nhiều, càng bố thí càng dính mắc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ bố thí vì danh, vì lợi, vì hậu ý, vì đầu tư, vì kiếp sau. Nhưng mà khi mà mình bố thí mà bằng cái tâm trạng gọi là cha gái đó, có nghĩa là mình bố thí để dứt lòng bỏng sẻn, dứt cái sự bớt cái đi sự dính mắc, bớt đi lòng ích kỷ, thì cái đó nó lại là một giá trị khác mà ở đây gọi là thánh sản. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha. Nhật Quỳnh ơi, để kinh giùm Nhật Quỳnh ơi. Ye tang gam suri tang yin tang punya palang maya ye chata thana chanan ti deva gan toa hiwe kayum sa pe lokam ye sa sa chi van ta harane dukha manunyam po janan sa pe lapan tuma maya kalpati. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiền nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sapan sumangalanga kantu sapa devata sapa bhuta lupa vena sori hontu nirondaran hontu sapan sumangalanga langa kantu sapa devata sapa dhamma lupa vena sori hontu nirondaran hontu sapan sumangalanga kantu sapa devata sapa sangha rupa vena sote hondu niron sarang viên công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Bố Tha Thâm Ma xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thượng lễ. Nam Mô Bố Tha.